Hello, xin chào cả nhà mình nha. Mới livestream xong mà có một tin này vui quá nên nên muốn chia sẻ cho cô chú anh chị nhá. Rồi hôm nay thì tại vì vui, như cô chú anh chị vui quá nên cũng chia sẻ cho anh Mộc TV. Lần đầu tiên thì Tôn Đức Phạm xin tổng chào cả nhà mình nha. Thì như Tôn Đức Phạm cũng đã đăng trên tháp cộng đồng rồi. Có nghĩa là sao? Tôn Đức Phạm coi như là ông chủ của bà chủ và cũng muốn là đang muốn là nhận một số người nha cô chú anh chị là rửa chén rồi là làm nhà hàng là biết xào nấu đó. Thì nếu như cô chú anh chị nào có nhã ý nha, thật sự là cái này có cô chú anh chị nào, nếu như người nào sống ở là Missouri này, thành phố Kansas City này, nếu như cô chú anh chị nào mà muốn là thợ xào thì cứ liên hệ với Tony Phạm nhá. Đó, để bình luận dưới kênh YouTube này và biết là nấu mà nấu ăn đó mà hibachi đó cô chú anh chị, mà nhà hàng Nhật đó, thì cô chú anh chị liên hệ với Tony Phạm nha. Sao lại phát nữa, tại vì vui nha anh Sơn Trần. Chân vui là muốn chia sẻ cho mọi người và cũng muốn là chia sẻ cho anh Mộc TV, phóng viên báo Thanh Niên Quang Thuần nha cô chú anh chị. Thì Tony Phạm cũng đã nói rồi, cái vụ mà của là vụ của Đinh Lan đó, nếu như Đinh Lan ra tòa thì Tony Phạm cũng cho coi nhà đưa Đinh Lan 2.000. Nhưng mà Đinh Lan là không có coi như liên hệ với Tony Phạm nha. Hôm nay em sung lắm anh ơi, hôm coi như là em muốn lên chia sẻ, vui mà vui lên muốn chia sẻ thì Đinh Lan cũng chẳng có là coi như là không có liên hệ với Tony Phạm. Thì mình cũng có nói rồi, em cũng có nói rồi anh Sơn Trần, là nói nếu như Mộc TV đó mà đưa cái mặt ra và cầm một cái thẻ nhà báo và nói rằng á, tôi là phóng viên báo Thanh Niên Quang Thuần, thì Tony Phạm sẽ hứa là sẽ cho là Mộc TV là 5.000 nha. Cái này hứa là làm nha cô chú chị, là người thật việc thật mà, đúng không? Rồi ở đây thì Tôn Phạm mà nói thì phải có xác minh chứng. Nếu như tôi anh Mộc TV mà nghe được clip này và cũng mọi người là muốn là cái gì lại chơi đứng nữa hả? Muốn chơi đứng nha, đây tiền như cô chú chị, đây tiền nha, đây tiền là tiền thật nhá, đây đây đúng không, giống cái quạt không cô chú chị. Tiền nhiều quá đúng không? Đây này, cái này tiền là tiền này tiền ít, cái này đây là đó đúng không? Đây cái tiền này tiền 20 thôi, nhưng đây mới là tiền nhiều nè đúng không? Đây ok, tiền này là tiền ít thôi, cái này tiền lẻ để xài thôi đúng không? Còn đây nhiêu đây là đủ mấy ngàn đúng không? Một TV đi, một TV nếu như thật sự mà muốn nhận 5.000 đô nha, 5.000 đô đưa mặt ra và nói rằng tôi là Mộc TV, YouTuber Mộc TV, phóng viên báo Thanh Niên Quang Thuần, Tôn Đức Phạm sẽ cho 5.000 đô. Đây là tiền thật nha, không có tiền giả nè. Ok? Được chưa? Đúng không? Em nói thật mà đúng không? Đây tiền thật nha, chứ mà tiền giả đúng không? Để đếm coi đủ không? Có đủ không biết, đấy chắc không đủ, không đủ thì muộn thiếu nha. Nè đếm nè, đếm này, đây 1 2 3. Không, như đây cũng đủ rồi, không cần nhiều đúng không? Rồi. Đó, như đây đủ tiền chưa? Rồi, như đây đủ chưa? Tôi nói là tôi làm chào Hữu Châu đúng không? Đây bây giờ tôi nói là tôi làm mà coi như là tôi có, em đã nói rồi nha, em đã nói rồi, em là em của đại gia đó đúng không? Họ phạm tôi là toàn là giàu có không à, những cái anh Mộc trên TV này á là anh lên chê bai nghề nghiệp tôi. Ai cũng có xuất thân là nghèo khổ, người ta xuất thân từ nghèo khổ nha thì người ta thành công mới là điều quan trọng. Chứ còn bây giờ là mình coi như là mình tự nhiên mình có coi như là bố mẹ giàu sẵn rồi thì mình không nói đi, nhưng mình đi rửa chén, mình đi làm nhà hàng, mình đi làm neo, làm cái này làm kia rồi là mình sẽ thành công thì nó là khác nha. Cái đó đúng không? Không ai chê bai nghề nghiệp của người ta hết trơn á, nhưng mà anh Mộc TV này anh chê bai là Tony Phạm là rửa chén đúng không? Gia phả là Tony Phạm rửa chén, ok rửa chén, nhưng mà tôi có tiền nè, tôi có xe mới nè, mà tôi cũng chuẩn bị về Việt Nam ấy nè. Ok, được chưa? Tháng 7 này tôi về Việt Nam. Nha. Có ai giống như tôi không? Bây giờ tôi ra lại, bây giờ là đây là tiền, nó có tiền lại nè. Đây là có tiền đàng hoàng luôn, đúng không? Tôi nói tôi làm à. Nè, đó tiền, tiền thật nhưng mà tiền giả nha. Ok? Rồi chưa? Bây giờ sao? Tôi nói tôi làm, đưa mặt ra đi. Đây mấy người là chính là người chính nhân quân tử nè. Đúng không? Nói là phải làm. Đinh Lan đã liên hệ với anh Tony, anh đã nói rồi, anh cho là anh cho. Nhưng mà không liên lạc mà lại đi qua một kênh YouTube của là Mộc TV để mà đòi nợ. Ký giấy, cho số tài khoản, mình có kênh YouTube.
mình đăng lên, mình đưa số tài khoản lên là anh Tony anh sẽ chọn, coi như trả lên. Nhưng mà tại sao không 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 làm hả cô chú anh chị, đúng không? Mà bây giờ tới phiên của Mộc TV cũng vậy thôi. Tony Phạm nói rằng là Tony Phạm cho 5.000 là 5.000, nó thật là việc thật mà, đúng không? Tôi không có nói chừng nào tôi không cho thì lúc đó là nói tôi nói xạo nói láo. Nhưng mà bây giờ cô chú anh chị thấy là tôi có tiền đàng hoàng, tiền đây là đàng hoàng luôn chứ không phải là tiền ấy, đúng không? Đúng không? Đây phải tiền mặt không? Đây có phải tiền không? Đây là nhìn sát vô, xí vô, dí vô, giống như bà Hằng vậy đó, dí vô. Nhưng mà có dám ra mặt không? Lý do gì không dám ra mặt hả cô chú anh chị? Vì sao? Vì là lừa đảo cộng đồng. Vì cái thân phận không rõ ràng. Làm YouTube mà lên nói là nói cứ chê bai người ta, chê bai là YouTuber này, chê bai YouTuber kia, đúng không? Rồi là đòi tẩy chay người ta. Mình á, nói là phải làm, phải đưa mặt ra để biết mình là ai. Mình nói phải có uy tín chứ. Còn bây giờ hỏi cô chú anh chị, nó nói cho đã. Nó nói về bà Nguyễn Phương Hằng, đúng không? Nói về bà Nguyễn Phương Hằng, nói về công ty cổ phần Đại Nam, nói về ông Từ, nói xong nó xóa trơn. Vậy thì nói hỏi cô chú anh chị này, những người đó có uy tín không? Đúng không? Mình có uy tín là phải đưa mặt ra. Và tôi nè, như vậy nè, đó mới là có uy tín chứ. Mà cứ lên mà cứ nói nó nhăn nó cùi, xong nói xong á là xóa bố nó đi rồi thì khỏi hỏi sao, hỏi anh Sơn Trần, hỏi Tuấn Lê nè, hỏi A Linh Tằng nè, vậy thì sao, đúng không? Có tin tưởng được không? Đấy chưa? Đó, đây là tôi nói là tôi có tiền đây nè, rồi chưa? Bây giờ ra mặt đi, ra mặt đi tôi nói. Nhưng mà nó có dám không? Không dám, nó không có dám, nên nó sợ. Nó sợ vì sao cơ? Sợ mất việc. Nó thẳng một câu như vậy, đúng không? Mình nói là mình chịu trách nhiệm. Cô chú anh chị thấy là ông á, là cũng là một phóng viên đấy, là ông Bắc Bình đấy, cũng là phóng viên báo Thanh Niên. Nhưng ông ta có cái mặt ra, ông cũng làm YouTube đấy nha, ông có mặt ông đưa ra. Chứ còn hỏi cô chú anh chị này, mình giấu thân phận mình đi coi như xỉa sói người này, nói xấu người kia, nói xong á là không chịu trách nhiệm. Mình phải có trách nhiệm. Bây giờ đó, nói tôi đúng không? Tôi phải có trách nhiệm. Tôi nè, mặt đây nè, thì tôi mới có làm việc được chứ. Hỏi cô chú anh chị mà mẹ cái thằng giấu mặt giấu mũi, hỏi cô chú anh chị là bây giờ hỏi là đi thưa nó hay là sao, đúng không? Mình đã muốn chơi người ta phải đưa mặt ra. Người thật viết thật, chơi cái kiểu giấu mặt. Mẹ hỏi cô chú anh chị là Tony Phạm là người như thế này, mà Tony Phạm về Việt Nam gọi điện nó cũng không trường mặt ra, nó không có xưng tên. Hỏi cô chú anh chị này, vậy thì chơi với ai, đúng không? Mà cái kẻ mà ném đá giấu tay giấu mặt để đi hại người ta, cái kẻ đó là kẻ tiểu nhân. Còn mình đường đường chính chính, mình đường đường chính chính là tôi là người như thế này nè, đúng không? Tôi dám lên cá độ với là một TV này, tôi dám là coi như là bóc trần Phan Phong TV nè, thám tử Cao nè, mới là người đàng hoàng. Còn cái kiểu mà đi giấu mặt, đi núp lùm, xong đó là đi tấn công người ta bằng cách là tiểu nhân hạ đẳng nha, hạ đẳng, cái thứ hạ đẳng. Bây giờ nói về Phan Phong, 530 triệu đúng không? 530 triệu, rồi, tới đâu rồi? Đúng không? Mình phải xứng danh ra chứ, mình đừng có lợi dụng cái sự ảnh hưởng của mình, quen biết với báo công an, báo người này, báo người kia, rồi đâu đó, sau đó là mình lên để mà tấn công người ta. Đấy, chơi cái cú, mà chơi kiểu mà chơi là sao? Tiểu nhân bị ổi. Tấn công Phan Phong, thấy người ta có like, có view, có tiền, thấy người ta coi như là có người này giúp đỡ thì bắt đầu ghen ăn tức ở, đúng không? Rồi tới thám tử Cao cũng vậy nữa. Người ta làm YouTube thì người ta có quyền nói, mình không thích người ta không coi, và nếu như người ta vi phạm pháp luật mình có quyền là tố cáo người ta. Thám tử Cao nếu như nó là vi phạm pháp luật, đúng không, tố cáo nó. Phan Phong nếu như nó là lừa đảo ông Đồng Anh 530 triệu, tố cáo nó. Chứ lên cái kiểu mà lên kiểu dùng truyền thông để chà đạp Phan Phong, chà đạp thám tử Cao, cái kiểu đó là kiểu tào lao, cái kiểu đó là kiểu chơi dơ, cái kiểu đó là kiểu là chơi ném đá giấu tay, đúng không? Bây giờ tôi đi phạm cá độ nè, tiền nè, đúng không? Tiền này 5.000 đô, 5.000 đô đây, ra mặt đi, đúng không? Tôi làm clip này nè, ra mặt đi, cầm một cái coi như là cái bằng phóng viên ra, nói là tôi là YouTuber Mộc TV, tôi là phóng viên báo Thanh Niên Quang Thuận. Cái đó mới là dám chơi, mới đó mới là người sự thật, đúng không? Nói tôi không có tiền nè, tiền nè, đúng không? Khinh gia đình tôi là sao, là lắc chảo, đúng không? Lắc chảo rửa chén, đúng không? Nhưng thực tế ra cô chú anh chị nên nhớ rằng ai cũng xuất thân là người thấp hèn, nhưng mà người ta cố gắng để người ta làm, chịu khó người ta làm rồi người ta thành công, cái đó là mới là ngon,
đúng không? Còn mình dựa dẫm vào là ông bố của mình là sao? Là cựu phóng viên, cựu báo Thanh Niên, đúng không? Đúng không? Bố của là Mộc TV đó là cựu phóng viên đó, đó là ông Quang Tuấn đó cô chú anh chị ạ. Nha. Bởi vậy Mộc TV này nó có sức ảnh hưởng lớn lắm, nó biết được nhiều thông tin là nhờ báo chí mà ra thôi. Bố nó là ông Quang Tuấn. Nha, bố nó đó là phóng viên, cựu phóng viên trong á, là báo Thanh Niên nên nó mới có được á, là sự là nhờ cậy của bố mẹ thôi, chứ còn Mộc TV là cái mắm gì, đúng không? Chuyên môn là đi viết á, là vấn đề đánh phá vào công ty cổ phần Đại Nam, nói xấu thượng tọa Thích Nhật Từ, Quý Hằng Hữu, để chi? Để kiếm like kiếm view thôi chứ là cái gì, đúng không? Lợi dụng á, là gia phả á, gia phả sao cái người á, người ta xuất thân từ cái coi nhau công việc nghèo hèn và người ta có sao, người ta làm được, người ta kiếm tiền được và người ta trở thành là triệu phú. Những người đó là nên là sao, hãy là học hỏi đi nhá. Còn mình á, là xuất thân là sao, bố làm á, là ở phóng viên là Thanh Niên rồi nên có cớ đó thừa hưởng cái gia tài đó. Những cái kẻ đó là sao, những kẻ đó là không có thực lực. Mình phải làm từ cái đôi bàn tay của mình ra, bằng cái bàn tay sức mồ hôi lao động của mình thì mới là hay. Còn mình xuất thân bố mình cũng là phóng viên, đúng không? Ôi giời ơi, lợi dụng vào á, bởi vậy nó có sức ảnh hưởng lớn lắm nha. Nhưng mà tôi nói phạm không sợ, tại vì sao? Tôi có lợi thế là tôi ở nước ngoài. Còn thật sự đó, những người mà ở Việt Nam đó, như cô chú anh chị, tại vì là Phan Phong nó sợ là cái anh này là phải, Thám Tử Cao sợ anh này cũng phải, cô chú anh chị ạ. Tại vì sao? Các bạn đang ở Việt Nam, tôi không trách Phan Phong, tôi không trách Thám Tử Cao, tại vì sao? Mỗi người đều có một cái là cái gia đình của người ta nên sợ. Gặp tôi nào không sợ, hù tôi phạm đi thư kiện, mẹ thư kiện tới đâu thôi, xạo láo, đúng không? Mới đầu đánh phủ đầu, đánh rắn, đánh gì rắn. Tại sao cô chú anh chị là Mộc TV này nó ghét tôi phạm? Tại vì là tôi phạm nắm nhiều cái bằng chứng của những người hại bà Nguyễn Phương Hằng. Tôi cũng là một trong những người là phản biện lại bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng những thông tin mà người ta đưa cho Tôn Đức Phạm đó, Tôn Đức Phạm không có sai. Tôn Đức Phạm chỉ phản biện trực tiếp những gì bà Nguyễn Phương Hằng nói. Và tôi lấy thông tin từ báo chí. Tôi có lúc tôi là, nhiều khi tôi là bức xúc. Vì nói chung là cũng thương ca sĩ Phi Nhung. Nên tôi cũng có những lời nó không có hòa nhã. Tôi có nặng lời. Cái đó có. Tôi có. Tôi có nặng lời với bà Nguyễn Phương Hằng. Tôi có. Nhưng những cái tin nhắn của những kẻ bạn thân, những cái kẻ mà hội nhóm để hại bà Nguyễn Phương Hằng, trong đó có truyền thông, trong đó có báo chí, tôi biết nên tôi vạch trần ra. Tôi thấy những kẻ này lợi hại. Sao? Nó lợi dụng. Nó lợi dụng mạng truyền thông, nó lợi dụng báo chí để nó tấn công công ty cổ phần Đại Nam, Quý Hằng Hữu. Nên tôi thấy tôi bực mình, tôi mới lên tiếng. Bởi vậy thằng Ngọc này nó ghét tôi phạm là vì lý do là tôi biết nhiều quá. Nó bằng cách là bịt miệng tôi phạm. Đừng để khui ra những cái người tổ chức hội nhóm lại để mà coi như là nói ra thì sao, để ra từ lưa tại lai hột me, nên nó cố tình nó kêu nó tẩy chay tẩy con thịt khô. Ê tiền à, Mộc TV chơi không, đưa mặt ra nè. Nếu như mình thật sự là quang minh chính đại, đúng không, mình phải đưa mặt mình ra và nói thẳng luôn, thằng tôi đi phạm nó nói xạo nó láo, đúng không? Đây tiền, đây tiền, lại khoe tiền đó nè, tiền đây nè, úi dồi ôi tiền này, u nhiều nè. Ê quạt nè, bữa nay tôi là làm quạt nha. Ê Mộc TV nữa hả? Ừ nữa, anh khoe tiền, anh cá độ nó, em lên bài đi cá độ. Nó rằng Mộc TV đưa mặt ra, tôi đang sẽ cho tiền nha. Tiền chơi chơi chưa, đúng không? Đây mới là làm mấy ngon nè. Đó tiền YouTube không có anh ơi, tiền YouTube có được trăm mấy à, tiền YouTube có một trăm mấy à. Tiền này là tiền là ai, là đại gia cho, được chưa? À tôi bây giờ trở thành đại gia rồi, đúng không? Con tôi cũng thành công rồi, con tôi bây giờ cũng đã đại gia rồi, nó cũng trở thành gần gần nhà triệu phú rồi, đúng không? À, tiền này tiền coi như là anh tôi cho, đúng không? Đại gia anh tôi cho nha. Đó tiền anh tôi mới chuyển cho tôi đó, được chưa? Không chơi không, giờ chơi chưa, giờ chơi không? Đại gia anh tôi mới cho xong đó. Cái này mới là chơi nè, quang minh chính đại nè, đúng rồi. Đưa ra là anh Vương Bùi cứ lên tiếng nè, tôi Ni Phạm cầm tiền đưa mặt ra, tôi phạm tiền đây. Còn Đinh Lan bây giờ, Đinh Lan anh nhìn thấy thẻ mà, bây giờ Đinh Lan nó bỏ qua một bên đi, tại vì cho hẹn nó 3 ngày rồi nó không có lấy lên, tôi phạm cũng để sẵn tiền rồi, nhưng mà nó không lấy thì sao? Hỏi cô chú chị không lẽ bây giờ tôi năn nỉ nó à? Tôi cũng đâu có khùng, nó phải liên lạc với anh tôi Ni Phạm
thì anh Tôn Lan mới đưa chứ, đúng không? Nhưng mà bây giờ cái kèo của tôi nữa, của Đinh Lan là xù. Tại sao? Nó không liên lạc 3 ngày rồi, không liên lạc, kể như là tiền đó bỏ, đúng không? Còn bây giờ tới phiên của Mộc TV này, đúng không? 5.000 đô đây, 5.000 đô đây chỉ trần trường mặt ra thôi. Tôi nói tôi làm tiền thật nha, tôi nói là tôi làm trường mặt ra thôi, và nói rằng tôi cầm cái bằng đây nha, phải cầm cái bằng nha, cầm cái thẻ nhà báo lên, tôi là YouTuber, phải nói rằng nguyên văn là tôi là YouTuber Mộc TV nha, tôi là YouTuber Mộc, có kênh YouTube là Mộc TV, tôi là phóng viên báo Thanh Niên Quang Thuần, tôi làm trong là ngành báo, vậy thôi, nhiêu đó thôi là được rồi, xuống chừng 30 giây thôi, giới thiệu như vậy thôi nha, tôi sẽ cho 5.000 đô, vậy chưa? Vậy nó quá đẹp rồi, đúng không? Tôi nói tôi có tiền mà, tôi nói xuống đâu, không, tôi nói xuống mà tôi nói có tiền, nhiêu đây là đủ rồi, đây là 5.000 nè, ok, 5.000 nè, còn không á là lì xì thêm cho vài trăm nữa, đây 5.000, đây còn đây là thêm 200-300 nữa, lì xì thêm, được chưa? Vậy mới nó chơi chứ, còn mà chơi có cái kiểu mà núp lùm ném đá dấu tay kêu gọi tẩy chay, ê, không chơi kiểu đó nha, tôi nói phạm chơi là phải chơi cái thế mặt, đúng không? Đó, không, tại vì á, cái chuyện của người nghèo để riêng một bên đi, từ thiện cái vị chuyện đó là chuyện là từ thiện là riêng, có thể là tháng 7 này Tôn Đức Phạm về làm từ thiện nó là riêng nha, còn riêng cái chuyện này là cái chuyện mà nội bộ, có chuyện mà để vạch trần ra những kẻ mà coi như là núp lùm và không đưa mặt ra để đi nói xấu về công ty cổ phần Đại Nam, còn cái chuyện đi từ thiện nó có thể tháng 7 này Tôn Đức Phạm về đi làm từ thiện nó khác, ok, cái chuyện đi làm từ thiện đó để khi nào Tôn Đức Phạm về, cũng giống như vừa rồi Tôn Đức Phạm về làm Việt Nam làm từ thiện thì nó là chuyện khác, còn cái chuyện này là cái chuyện khác, tiền nào là tiền đó đàng hoàng, tiền này là tiền khác nha, tiền này là tiền cá độ, còn tiền đi làm từ thiện là tiền khác, tháng 7 này Tôn Đức Phạm về thì nó là chuyện khác nha, còn chuyện này là chuyện để cá độ, để vạch trần ra những kẻ là núp lùm đi hại là người ta, tôi ghét những kẻ như đó thôi, tại vì nếu như mình trường mặt ra mình nói thì ok, nhưng mà mình là sao, mình đi giấu mặt mà mình đi tấn công người ta, tôi ghét nhất là sao, đồng nghiệp với nhau, Phan Phong cũng vậy, là Thám Tử Cao cũng vậy, người ta cũng làm YouTube, người ta cũng muốn là có tiền từ YouTube, người ta cũng muốn là có cái thu nhập từ cái kênh YouTube người ta, nhưng mà bằng cách tiền gì vậy à? Tiền đô chứ tiền gì má ơi, hỏi tôi kỳ, tiền đô nè, tiền đô chứ tiền gì nè, tiền đô chứ tiền gì, hỏi kỳ quá nè, tiền đô nha, tiền đô nha, tôi ghét là sao cô chú anh chị, ai cũng là làm YouTube hết trơn, ai cũng có cuộc sống mưu sinh để chi, để có tiền, nhưng mà nhiều khi cô chú anh chị nó thấy là Phan Phong, nó thấy Thám Tử Cao nhiều view nhiều like quá, đạt nút bạc, nó không được nút bạc, nó chỉ là được cái nút khóe. Mộc TV á, làm tôi nói cho cô chị à, nó có làm tới 10 năm nữa nó cũng chỉ được cái nút quần, chứ nó không được cái nút khóe. Nút khóe còn đỡ, nó chỉ được đạt cái nút quần thôi. Tại sao? Cái bản tánh của nó đó là nó không được như người ta. Phan Phong á, nó đạt được nút bạc, Thám Tử Cao nó cũng đạt được nút bạc, đúng không? Nhưng mà cô chú chị á, thằng Mộc này á, tôi nói là nó làm 10 năm 20 năm nó cũng chỉ được cái nút quần, chứ không được cái nút khóe, cái nút khóe nữa. Nên nó khi nó thấy người ta đó làm có người coi, có tiền làm YouTube, nó sân si lên, nó đố kỵ lên, nó dùng mọi cách là sao, nó muốn chà đạp người ta, nó dựng những câu chuyện, nó dùng truyền thông để nó đi á, là đánh phá, nó để làm mất uy tín Phan Phong, mất uy tín Thám Tử Cao. Cái chuyện người ta làm YouTube, YouTube là một cái sân chơi, người ta chia sẻ đó, nếu như cô chú chị thấy vui vào nghe, nếu không thấy thì thôi, đúng không? Tại vì sao? YouTube bây giờ đó là một cái nơi giống như chia sẻ, rồi cô chú chị nó nhăng nó cuội, là một cái nơi giải trí nha. Nhưng mà sao? Nó ghét, nó không được bằng như người ta, đúng không? Nó thấy Tôn Đức Phạm bây giờ là sao? Hồi xưa tôi đâu phải rửa chén, đúng, tôi đâu phải rửa chén nha, tôi đâu phải là rửa chén. Hồi xưa tôi có đi qua bên Mỹ này, đầu tiên cái sự khởi nghiệp của Tôn Đức Phạm đó là tôi đi làm trong sòng bài. Tôi nói thẳng một câu đó, là tôi đi làm trong sòng bài, tôi đi chùi rửa là các máy móc, thậm chí tôi á là chùi rửa cầu tiêu luôn. Tôi nói thẳng một câu luôn, đó là cái nghề nghiệp đầu tiên của Tôn Đức Phạm. Nhưng ở bên Mỹ này cô chú anh chị nên nhớ rằng người ta không có chê bai nghề nghiệp của người ta, cho dù cô chú anh chị có chùi rửa cầu tiêu người ta cũng không chê bai. Xuất thân từ những cái chuyện đó, tôi á là mười mấy năm trước tôi bắt đầu là qua bên Mỹ này là tôi có làm cái nghề là clean up đó,
nha, là đi chùi máy rồi kia đó. Nhưng sau đó tôi chuyển qua là sao? Làm nhà hàng. Bắt đầu là tôi sẽ biết là thợ xào rồi. Bắt đầu tôi phấn đấu, tôi làm có tiền, danh dụng. Rồi sau, hỏi cô chú anh chị, bắt đầu tôi sẽ là kinh doanh. Đúng không? Và cô chú anh chị thấy bây giờ tôi nó khác xưa không? Nó khác xưa không? Tôi có xe mới nè, tôi có tiền nè, tôi có đại gia nè, có nhiều người anh của tôi đó ha, người ta thích tôi. Cái bản tánh là sao? Thật thà. Có sao nói vậy? Không có bao che. Nên người ta thích tôi, đúng không? Người ta coi như là kết nghĩa anh em. Đúng không? Đó, đây là đại gia mới cho tôi tiền nè, đúng không? Tức không? Tức không? Đại gia mới cho tiền nè. Đúng không? Tháng 7 đấy tôi về nữa nè. Rồi sao? Tức không? Tức thì làm gì được nhau? Con người ta mỗi người đều có cái số hết trơn. Nha, ai cũng có số may mắn hết trơn á, cái số hết trơn á. Nhưng mà tôi ghét nhất là những kẻ là núp lùm thôi. Ghét nhất những kẻ núp lùm mà không đưa mặt mình ra, mình phân tích bình luận khách quan thì nó là khác. Nhưng ở đây đó là không đưa mặt mình ra mà nói một cách phiến diện, đi phe phái hội nhóm. Những cái chuyện mà bây giờ xảy ra trên mạng xã hội đó, ví dụ những cái chuyện của là Thanh Trần Hồng Sơn, anh Nguyễn Tư Dũng đó, rồi cái chuyện của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cái chuyện mà kiện cáo đó, nó có dám nói đâu. Vì nó nói là sẽ bị ảnh hưởng, nên nó không dám nói. Những cái kẻ đó nó không chơi được. Cái chú đến đã làm YouTube là phải khách quan, phải nói đúng, phải là không thiên vị, không có bênh vực ai hết, mới là một kênh là sạch sẽ chứ. Còn đã là hội nhóm, đã là phe phái, thấy người ta sai mà không dám nói thì đó chính là YouTuber dơ đó. Tôi thấy sai, đúng không? Tôi nói thẳng luôn, khi người ta sửa sai là tôi không nói nữa, đúng không? Chứ không phải là mình thấy người ta sai mà mình vẫn là bỏ qua và không lên tiếng. Cái đó là YouTuber dơ đó, là chính là Mộc TV là một YouTuber dơ chứ ai nữa. Nó đang tự vả vào mặt nó. Nó kêu Phan Phong là YouTuber dơ, nó kêu Thám Tử Cao là YouTuber dơ, mà nó có sạch mẹ đâu. Nó đi, nó coi như là nó giấu mặt, nó đi đánh phá vào công ty, xong đó nó nói cho đã cái miệng, xong nó xóa clip đi. Hỏi cô chú anh chị nè, một mai kia nó nói ôi giời, YouTuber Mộc TV chết bố nó rồi, ai kiếm nó ở đâu, đúng không? Phải có cái mặt. Bởi vậy tại sao mà Tony Phạm không thích những người lên trên mạng xã hội mà không đưa mặt mình ra? Tony Phạm rất là ghét cái đó. Tại vì sao? Người ta nói cho đã, sau đó người ta xóa video đi và người ta biến mất một cách coi như là tàng hình, thì hỏi cô chú anh chị nắm ai? Hỏi cô chú anh chị. Bởi vậy Tony Phạm rất là dị ứng những người làm YouTube mà không đưa mặt ra, nha cô chú anh chị. Đó, ngay cả Thảo Vũ, Tony Phạm thấy cũng nhiều khi á, là thấy cũng không thích, nhưng mà tại vì tôi quen 4 năm nay rồi. Đặng Ngọc VV cũng vậy, cũng không đưa mặt ra, nhưng mà tôi vẫn dị ứng. Tôi không thích, nói thẳng một câu đó. Thảo Vũ có buồn anh cũng chịu nữa. Tuy rằng á, là anh là nói chuyện với em rất là nhiều, là em cũng phê tham với anh, nhưng mà phê rằng trước không à, chứ không phê ở cái mặt ra. Nhưng mà thật sự ra mình cũng có cái là sao, mình có dị ứng, mình không thích những người mà giấu mặt, đúng không? Nhưng mà người ta giấu mặt mà người ta làm tốt cho cộng đồng, người ta phân tích bình luận khách quan, không thiên vị, thì cái đó là không ai trách hết. Nhưng mà mình là lúp lùm, mình đi là hội nhóm, mình đi phe phái để đánh phá vào các kênh YouTube, mà trong khi đó những kênh YouTube đó là sao? Đã đồng nghiệp với mình, đúng không? YouTuber là đồng nghiệp với nhau, góp ý kiến, xây dựng. Nếu như người ta là sao? Mỗi người mỗi ý. Anh có quan điểm của anh, tôi có quan điểm của tôi, đâu có ai mà giống ai được, đúng không? Luật pháp cũng vậy thôi, cũng đều có kẽ hở vậy. Nếu như tôi vi phạm pháp luật thì tôi chịu trách nhiệm. Nhưng ở đây nó chơi dơ, nó đi tấn công Phan Phong, nó đi tấn công là Thám Tử Cao, nó đi nói người này nói người kia, nó bè nhóm hội phái lại. Nhưng nó có khi nào nó nói về Thanh Trần không? Nó có khi nào nó nói về Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không? Cái vụ bây giờ đang nóng nhất là vấn đề là người ta là nội bộ đó, của Thế Nam đó, vấn đề của anh Dũng, vấn đề của Thanh Trần Hồng Sơn đó, vấn đề của Thảo Vũ, của Tammy Jun, của Tố Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó, nó có dám nói không? Hả? Hay là nó chỉ nói coi như là lướt lướt thôi, tại vì khi nó nói tới là nó sẽ bị tẩy chay. Đi tấn công rất là nhiều kênh nha, nó sợ. Bởi vậy tại Tony Phạm sao? Muốn biết mặt cái anh này, tôi biết được là anh là phóng viên đấy. Nhưng mà mình biết được trong lòng, nhưng mà mình để cho thực sự là phải người như vậy không? Nên tôi mới bỏ ra 5.000 đô để tôi cá. Chỉ cần anh đưa mặt ra và anh nói như vậy đó là tôi sẽ được, đúng không? Đó như vậy thôi, đơn giản thôi. Tiền mà, 5.000 đô 100 mấy chục triệu mà,
đâu phải là lá mít đâu, đúng không? Lên mặt đi, đúng không? Bây giờ tôi dùng là trời lạnh thế mẹ luôn, mình lấy tiền quạt này, đúng không? Đó, ngon không? Ngon á, mình đi đòi tiền cho coi như là Đinh Lan được, đúng không? Đòi tiền cho Đinh Lan được thì mình tại sao tiền mình không đi đòi cho mình đi? Cô chú anh chị thấy mắc cười không? Đinh Lan, tôi cá độ với Đinh Lan, tôi đâu cá độ với là hắn đâu mà hắn đi đòi cho. Mà bây giờ tôi trực tiếp tôi cá độ với anh nè, anh dám đưa không? Bây giờ anh dám đưa thì tôi mới ngon nè. Anh đi đòi cho Đinh Lan, đúng không? Nhưng mà bây giờ là tôi cá cho anh nè, tôi trực tiếp là cho tiền anh nè. Nếu anh ra mặt, tôi sẽ cho 5.000 đô, được chưa? 5.000 đô cộng thêm một số tiền lẻ nữa, 200-300, cho, dám không? Phương Đức Channel lên giùm anh coi. Đây nha. Đấy, tôi thật sự là bây giờ có không? Tôi chỉ cần là ra mặt thôi. Ra mặt thôi. Chỉ cần như vậy thôi. Đòi tiền cho Đinh Lan được. Mà bây giờ tiền của mình không dám đòi hả? Kêu tôi không có tiền đó, đấy, tiền ra đấy, tiền đấy. Đúng không? Nhiêu đấy đủ rồi, chơi chưa? Đúng không? Rồi nhiêu phút rồi? 26 phút được rồi chưa? Rồi. Có dám không? Đúng không? Khương Tử Nha, ông Huỳnh Tính Mẫm, Nguyễn Công Khế, các thủ tướng bậc thầy, đúng không? Dám không? Dám không? Dám đi, dời đi chứ. Đúng không? À. Rồi ông bóng ma, sao bữa nay không thấy ông bóng ma nha. À, không thấy bóng ma thì tôi rút hết cờ lê lại nha. À, không thấy ông bóng ma thì thôi. À, xin lỗi bóng ma trước nha. Nếu như không có ở đây á, là tôi sẽ, nói chung á, là Tôn Phạm không muốn cái kênh của Tôn Phạm, tại vì kênh của Tôn Phạm là xử lý được hết nha. Tôi không cần cái nút là cà lê, tại vì tôi có cà lê, tôi có sử dụng được và Google người ta cũng có ẩn được cho tôi nha. Đó, à, tôi muốn ghét không, tôi muốn là đó, chọc tức thằng Mộc thôi, à, chọc tức Mộc thôi nè, đó tiền nè, đó quạt nó rồi lạnh thế mẹ luôn, nó quạt tiện lạnh thế mẹ luôn mà nick quạt tiền nè, ai là tiền nè, Mộc TV chơi chưa, chơi vậy mới ngon chứ, đúng không? Bọn chúng sắp đi uống nước trà hết rồi à, nó chỉ là núp lùm thôi. Tôi ghét những kẻ đó mà nói mà không chịu trách nhiệm, không chịu trách nhiệm mà núp lùm ném đá dấu tay phe phái hội nhóm, tôi không thích. Tôi, cô chú anh chị thấy Tôn Đức Phạm không? Hồi xưa thì có, thật sự là hồi xưa đó là mình có là phe phái hội nhóm, có chứ không phải không có. Nhưng mà tôi thấy bây giờ phe phái hội nhóm đó, sau khi mà cơm không lành canh không ngọt thì bắt đầu qua bem nhau, nên tôi không có kết hợp với ai hết. Nhưng cô chú anh chị không kết hợp. Cô chú anh chị thấy là cái chuyện của Nguyễn Ngao Như Quỳnh, cái vụ mà 5.000 đô này, 50.000 đô, cô chú anh chị thấy không? Tôi á, là mới đầu tôi cũng ủng hộ Minh Tú. Nhưng sau khi tôi thấy cái sự việc đó nó lăn tăn quá, tại sao những người trong cuộc người ta không lên tiếng? Thì tôi phải là người trong cuộc, tôi phải lên tiếng để cho cộng đồng hiểu cái câu chuyện đó là như vậy. Rồi trong vấn đề của bà Nguyễn Phương Hằng cũng vậy. Đúng không? Tôi không phải phe phái đâu, nhưng người ta lợi dụng tôi để đưa tin nhắn. Nhưng mà thực tế là cô chú anh chị coi những cái chuyện mà Tôn Phạm chia sẻ cho cô chú anh chị về về bà Nguyễn Phương Hằng nha. Cô chú anh chị coi đi. Tôn Phạm không sử dụng những cái tin nhắn này để lên tấn công bà Nguyễn Phương Hằng và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Mà Tôn Phạm trực tiếp là phản biện lại những lời nói của bà Nguyễn Phương Hằng và lấy từ thông tin từ báo chí đưa tin. Chứ tôi không có tấn công vào đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng nha. Cô chú anh chị nên nhớ vậy. Những cái thông tin của bạn thân, những người bạn của bà Nguyễn Phương Hằng đưa cho Tôn Phạm nhiều lắm. Nhưng mà Tôn Phạm không có chia sẻ vấn đề đó. Tại vì Tôn Phạm nói rồi, ai cũng có tâm sinh lý hết trơn á. Ai cũng có cái bản năng là cái chuyện mà nói chung á, là vấn đề chăn gối ha, cái chuyện mà say nắng say mưa. Tôi không nói bà Hằng đâu, nhưng mà ai cũng có vấn đề này. Ai cũng có vấn đề này chứ. Nên tôi là sao? Tôi không có đề cập sâu về vấn đề là vấn đề tình cảm nhiều, mà tôi chỉ phản biện trực tiếp những gì bà Hằng bà nói thôi nha. Nên những cái tin nhắn á, đừng nói là tôi là tôi sử dụng tin nhắn đó. Mẹ toàn tin nhắn là đưa những hình ảnh của bà Nguyễn Phương Hằng tào lao, mà toàn là tin xạo không à. Đưa những hình ảnh là con sò, con ngao của bà Nguyễn Phương Hằng, chê bai bà Nguyễn Phương Hằng. Nè, những cái kẻ mà bản thân á, những cái kẻ á, mà ném đá dấu tay đó, coi như là lợi dụng á, là kẻ khác để lên tấn công bà Hằng á. Nha, những cái kẻ đó thì tôi lên án thôi. Nha, tôi lên án thôi. Để tôi nói cho cô chú anh chị như vậy. Bởi vì tại sao mà tôi thấy bà Hằng, bà bị bức xúc là vì lý do là cũng bị tấn công. Bà bị tấn công nhiều. Bà cũng có lỗi. Bà lên mạng, bà chửi người này chửi kia. Đó là bà sai. Bà sai, bà mới bị á, là đi tù.
Chứ còn nếu bà không sai thì bà làm sao bà đi tù, đúng không? Nhưng chúng ta phải hiểu được cái nguyên nhân động cơ của bà, tại sao bà đến nông nỗi này, đúng chưa? Vì sao? Nó núp lùm đó, truyền thông đó, báo chí đó, nó núp lùm đó, nó đánh phá đó, nó ném đá dấu tay đó. Hỏi cô chú anh chị, bởi vậy thằng Mộc TV này nó rất ghét là Tôn Phạm. Tại vì sao? Tôn Phạm nói thẳng, nói thật quá và biết nhiều quá, nên nó nói rằng nó đánh rắn, mẹ tao đâu phải là con rắn đâu, tao là Tôn Phạm, à, tao là Tôn Phạm, và muốn mà gặp Tôn Phạm chỉ cần xưng danh thôi, à, tôi là Mộc TV, phóng viên báo Thanh Niên Quang Thần, tôi muốn hẹn gặp Tôn Phạm ở đâu, chỉ cần nói như vậy thôi, đưa mặt ra là Tôn Phạm sẽ tới. Nhưng mà hỏi cô chú anh chị này, nó hẹn Tôn Phạm mà nó không xưng danh, một thằng ất ơ nào đó nó hẹn Tôn Phạm ra, rồi cô hỏi cô chú anh chị là mẹ có đâu biết ai là ai đâu, tới nơi đó đập cho một phát một thì sao, biết đường nào? Phải có chứng danh đàng hoàng, tôi là Tô, à, là Mộc TV, phóng viên, đưa cái mặt mình ra, sau đó nó đang, à, tôi muốn hẹn ông này đó, thì để làm chứng rằng tôi tới đó có sự an toàn hay không. Còn nó hẹn một cái một, hỏi cô chú anh chị, nó hẹn cái một, nó đâu có ra mặt đâu, biết thằng nào, đúng không? Rồi một đùng một phát một nó ra, nó đập mình, thì hỏi cô chú anh chị thì sao, đâu có ngu, tôi đâu có dại, muốn gặp tôi phải có mặt ra. Bây giờ mà muốn là chung tiền phải đưa mặt ra, đúng không? Tôi đấy, tiền nè, à, được chưa? Hey Mộc TV, tiền nè, đúng không? Còn có cơ hội muốn qua bên Mỹ không? Mộc TV phóng viên Thanh Niên có muốn qua bên Mỹ không? Có muốn làm rửa chén không? Đúng không? Cứ làm rửa chén đi, xuất thân rồi từ từ cũng thành đại gia. Tôi phạm sao? Tôi không phải rửa chén. Tôi không phải rửa chén, nhưng mà thằng Mộc TV nó nói tôi rửa chén chứ tôi không phải là rửa chén nha cô chú anh chị. Tôi là thợ xào. Tôi không phải rửa chén, nhưng mà nó nói tôi rửa chén, tôi cũng cho nó cho rửa chén luôn. Nhưng mà tôi lấy một cái ví dụ rằng một người rửa chén đó, người ta thành công từ cái nghề thấp hèn, và người ta thành công cho tới hiện tại bây giờ là người ta thành đại gia, nó là khác. Ok được chưa? Còn không? Còn mình á là thừa hưởng từ cái gia phả của mình, từ của ông bố mình là phóng viên, là cựu phóng viên của báo Thanh Niên, thừa hưởng cái sức ảnh hưởng đó. Mẹ có ngon lành mẹ gì đâu, mình phải làm từ cái sức lao động của mình ra nha, chứ không phải mà lợi dụng, đúng không? Ông Tony nói đúng. Những phụ nữ và vừa xấu vừa vô duyên mới không có bồ, rồi ghen tức nhiều chuyện nói xấu. Đâu có chú chị không? Thằng Mộc TV nó có đâu có bồ đâu. Nó gần 40 tuổi rồi, nó sinh năm 1985 đúng không? 39 tuổi đúng không? Mẹ 39 tuổi rồi mà không có một mảnh tình vắt vai. Không một mảnh tình vắt vai, hỏi cô chú anh chị, đau không? À, đau không? Tại vì sao người ta không thích mình? Hãy nhìn đến cái bản thân của mình. Mình như thế nào mà người ta không thích? Đúng không? Thứ nhất là keo kiệt. Thứ hai là bùn xín. Thứ ba là tiểu nhân. Nên là con gái người ta sợ. Đúng không? Chi ly từng tí một. Đó, đàn ông mà chi ly từng tí một mà tiểu nhân á, không ai chơi, nên không bao giờ có bồ. Nó thẳng cho cô chú chị, cái này là tôi nói thật. Đàn ông là phải sao? Phải biết ga lăng, phải biết phóng khoáng một chút xíu, phải biết là xài nha. Còn đàn ông á, mà tính chi ly, mà tính tiểu nhân á, mà tính chuyên môn là đi á, là chọc người ta đó, mà muốn là sân si đố kỵ đó, cái thứ đàn ông đó là ế dài dài. Tôi nói thẳng luôn á, tôi nói cái này đụng chạm nha, mà thật sự đó, các bạn nào mà đàn ông đó nha, phải nên nhớ rằng đàn ông phải trong men một chút xíu, là phải biết cách là ga lăng với phụ nữ, đừng có chi ly quá, đừng có kiểu một tiểu nhân quá. Giống như Mộc TV đó, nó, tôi nói cho cô chú chị rằng nó chỉ đi chơi với ông Đồng Anh thôi, hoặc là đi chơi với cái ông là Hoàng Trần Xe Ôm thôi nha, tại vì có thể là cùng hội cùng thuyền nha. Chứ thật sự đó, đàn ông mà 30-40 tuổi mà không có một mảnh tình vắt vai là cô chú anh chị là thấy có vấn đề rồi. Tại sao người ta chê mình hả? Tại sao người ta chê mình? Tại vì sao? Tại mình á, là mình là chơi không đẹp ha, chỉ biết là của mình thôi, chỉ biết cái tôi của mình thôi, chứ không dám bỏ ra cái gì hết trơn, đúng không? Nên á, là sao, tại sao bây giờ nó không có bồ là chỗ này nè, 39-40 tuổi rồi không có một mảnh tình vắt vai, đi cà vất thừa hưởng cái gia tài là ông bố mình là phóng viên, là trong làm nghề cựu phóng viên, làm trong báo đó, báo Thanh Niên đó. Báo Thanh Niên thì cô chú anh chị biết rồi, là một tờ báo lớn của là Việt Nam mà, nên nó thừa hưởng cái sức ảnh hưởng đó. Hả, chứ hỏi mà mày thì sao, mày tự có đứng lên đôi chân của mày coi hả? Mộc TV, ê, trả lại 5.000 đô nè, chơi không, chơi không, ra mặt đi. Tôi sẽ cho 5.000 đô, lại phải tiếp này, làm quạt.
Ê chơi không? Mát quá. Ê, nhưng mà lạnh thế bà luôn. Bây giờ lạnh thế bà luôn, quạt quạt cái này thấy ghét không? Nhưng làm kiểu nó ghét lắm như cô chú anh chị. Thôi, tôi Phạm chia sẻ như vậy thôi nha. Đây là cái tin vui của Mộc TV. Lần cuối cùng, Mộc TV xuất hiện trên mạng xã hội và đưa cái thẻ nhà báo ra, nói rằng tôi là YouTuber Mộc TV, phóng viên báo Thanh Niên Quang Thần. Nha. Tôn Phạm đưa 5.000 đô. Ok. Dậy chưa? Dậy chưa? Được chưa? Chơi vậy mới nét nè. Chơi vậy mới nét nè. Chứ còn chơi mà kiểu núp lùm, mà đi đánh phá vào công ty cổ phần người ta, đi về để nói xấu người ta, nói xấu mà không đưa mặt ra, tới một lúc nào đó nó kêu kênh tô kênh của Mộc TV không còn nữa. Vậy là hỏi cô chú anh chị nắm ai? Đúng chưa? Nên những cái kẻ giấu mặt làm YouTube mà giấu mặt là Tony Phạm bị dị ứng lắm. Nhưng mà giấu mặt mình phân tích bình luận một cách khách quan nó là khác. Còn mình giấu mặt mà đi tấn công các kênh YouTube khác, đó là cái hành vi bỉ ổi, cái hành vi là tiểu nhân. Tôi lên án vậy đó. Còn nếu như có nhiều YouTube mà người ta có quyền lựa chọn, nhưng mà người ta phân tích bình luận một cách khách quan, nó là khác nha cô chú anh chị. Không ai là chê trách vấn đề là làm YouTube mà giấu mặt hết trơn. Nhưng mình giấu mặt đó, mình phải có khách quan. Khách quan, bình luận một cách khách quan. Không có thiên vị, không có coi như là phe phái hội nhóm. Cái đó mới là YouTube mà giấu mặt. Chứ còn mà mình chơi mình giấu mặt mà đi tấn công thằng này, tấn công người kia, mà toàn là những nghề nghiệp với người ta không à. Đều là YouTuber với nhau, đều là kiếm tiền như nhau hết trơn. Đúng không? Mà nó đi, nó tiểu nhân tới nỗi nó đi tấn công người ta, nó tấn công Phan Phong, nó tấn công Thám Tử Cao. Tại vì sao? Thám Tử Cao với Phan Phong nó ở Việt Nam. Nên sợ thì đúng. Tôi thừa hiểu là hai bạn sợ. Nha, tôi Phạm nô. Ai cô chú nó nắp, tôi nó bức xúc tôi nó nắp nha. Đấy. 40 tuổi nó lấy là ta này tiền nè, tiền nè. Ê, ngoái tiền này tức không? Thôi nha, nói chơi vậy thôi. Bữa nay tối nay nó ngủ không được đâu. Nha, thôi cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha. Nhờ cái viết này nha. À, chú ý có hai dạng khán thính giả và khán thính thật. À, đúng rồi đó. Khương Tử Nha đúng nè. Khán thính giả và khán thính thật, đúng rồi đó. Có hai người, hai dạng. Thính giả và thính thật. Nha. Thôi. Lần cuối nha. Chốt kèo 5.000 đô. Được chưa? Xuất hiện trên mạng xã hội, đưa mặt mình ra. 5.000 đô. Có mọi người chứng kiến cho tôi. Tôi nói là tôi làm. Còn nếu như không xuất hiện trên mạng xã hội là một thằng hèn. Chấp nhận cái hèn của mình đi. Nếu như mình không chấp nhận cái chuyện cá cược này. Nếu như nói cá cược á thì dĩ nhiên nó vi phạm pháp luật. Bây giờ tôi cho một cách dễ nhất thôi nha. Một cách dễ nhất thôi để khỏi buộc nó về vấn đề cá cược. Vì nó sẽ nói rằng á, là tôn phạm cá cược thì nó sẽ dính tới pháp luật. Bây giờ tôi chỉ cần một cách đơn giản thôi. Không có nói về vấn đề cá cược. Chỉ cần là sao? Lên livestream thôi nha. Không cần nhắc tới tiền. Tôi hứa luôn tôi vẫn cứ làm. Chỉ cần livestream lên và giả bộ thôi. Cầm cái lên và nói rằng tôi là YouTuber Mộc TV, phóng viên báo Thanh Niên Quang Thuần. Không cần nhắc tới cá độ. Tại vì nếu như nhắc tới cá độ thì nó sẽ bị dính, nó sợ là mình gài. Không có, tôi không cần như vậy. Chỉ cần nói rằng tôi là Mộc TV và tôi là phóng viên báo Thanh Niên Quang Thuần. Như vậy thôi là cũng ăn tiền của Tôn Đức Phạm rồi. Nhiều đó thôi cũng là ăn tiền của là Tôn Đức Phạm rồi. Ok, 5.000 đô đó nha. Đúng không? Ai cũng giấu mặt như Mộc. Đấy, tại tèo đẹp trai giàu có nên tự lộ diện thôi. Anh vừa nghèo vừa xấu là thôi, không có. Tại vì á, mình không trách những người làm giấu mặt đâu. Nhưng mà làm YouTube có giấu mặt không? Không ai chê trách hết. Nhưng mà giấu mặt đó mình phải có khách quan. Cô chú anh chị nên hiểu như thế này nha. Mình giấu mặt không ai chê trách hết. Mình làm YouTube mình giấu mặt nhưng mình phải nói khách quan. Đúng không? Mình nói khách quan, mình phân tích để cho mọi người hiểu được cái sự kiện đó như vậy. Chứ không phải mình giấu mặt, sau đó mình đi tấn công người ta, mình đi moi móc cái chuyện của là công ty cổ phần Đại Nam, những cái chuyện mà người ta làm ra. Nha, cái đó là không có đúng. Cái đó là sai. Tôi Phạm lên án vấn đề đó. Còn các bạn có quyền giấu mặt, làm cho tôi có quyền giấu mặt, không ai trách hết. Nhưng phải nói là cách khách quan. Nhưng cái thằng Mộc này, nó thiên vị. Nó bè phái. Những cái chuyện mà cô chú anh chị thấy là chuyện của Hồng Sơn, Thanh Trần, chuyện của anh Dũng đó, mà nó có lên phân tích bình luận đâu. Cái chuyện của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chuyện của Thảo Vũ, Tô Nga, nó không nên, nó dám nói đâu. Tại vì cái này có liên quan tới Thiền Am. Tất cả những vụ bây giờ đang xảy ra đó, cái vụ mà bây giờ nội bộ Thanh Trần, Hồng Sơn, anh Dũng đó, rồi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Thảo Vũ đó, đó là Thiền Am. Nên nó không dám nói. Tại vì khi nó nói như vậy đó thì sẽ đụng chạm tới một số
khán giả, nó không phải một số nữa mà nhiều khán giả của Thiền Am. Nên nó né, nó không dám nói. Nó nói thì nó sẽ sao? Nó sẽ được người này nhưng nó sẽ mất người kia. Nên nó không dám nói, nó không dám bình luận. Tại vì nếu như bình luận á thì sẽ một số khán giả người ta sẽ hủy kênh nó. Một số khán giả thì người ta sẽ sao? Yêu thích nó. Nên nó sợ, nó không dám nói. Cô chú anh chị thấy là anh Mr. Spa chưa? Đúng không? Nên bây giờ anh cũng sợ rồi. Chỉ nói về bà Hằng thôi, hoặc là nói về Hàn Ni thôi, chứ không dám bình luận về phân tích về của Thanh Trần Hồng Sơn. Vì á, là sẽ có hai hội, hai bên khán giả. Đúng không? Người ủng hộ và người không ủng hộ. Và sẽ sao? Sẽ hủy kênh anh này liền. Và thực tế là như vậy đấy. Mr. Spa cũng đã bị coi như là khi viết những dòng trạng thái lên cũng đã bị sự hủy kênh rồi đấy. Đó là cái sao? Cái tiền đề nha, để cho anh Mộc là anh sợ. Cá Mộc TV mà dám nói về vấn đề liên quan tới Thiền Am đấy, dám không? Phân tích bình luận giùm tôi các coi, sợ. Đó là những kẻ hèn, những kẻ mà làm YouTube mà không dám nói sự thật. Đó là những kẻ hèn mà nó tấn công Tôn Đức Phạm. Vì lý do gì hả cô chú chị? Vì Tôn Đức Phạm biết rất là nhiều những cái góc khuất, những cái hội nhóm để đi tấn công bà Hằng. Mà đây người ta đang sử dụng truyền thông. Nhưng cô chú chị nên nhớ rằng, cô chú chị nếu như thật sự thương yêu bà Hằng là phải nên nhớ rằng đây là người ta đang muốn bịt miệng Tôn Đức Phạm lại. Phải nên nhớ là như vậy. Đây không phải đơn giản nha cô chú chị, đây là truyền thông đó. Bà Hằng bà bị tới ngày hôm nay đó là do truyền thông. Nên nhớ là như vậy. Đây nó đang dùng truyền thông để nó bịt miệng Tôn Đức Phạm. Nhưng mà Tôn Đức Phạm đâu có sợ. Tôn Đức Phạm sống là người nước ngoài nha. Tôi sống là người nước ngoài. Những cái chuyện mà những kẻ mà lúp lùm ném đá dấu tay cần phải lên án, cần phải để cho cô chú chị biết được cái sự thật đó để tránh. Nhờ cô chú chị à, có dám đâu, có dám không nè. Hỏi cô chú chị Du Lan hồi bữa nói rằng á, là nó tới nhà bà Hằng Nguyễn Chính cái gì ngày 29 Tết đúng không? Nó tới nó quay phim, nó khịa người ta. Nó nói rằng á là Tết mà không có đèn vắng như chùa Bà Đanh. Hỏi cô chú anh chị cái kẻ thâm độc như đó đó, nó lên khịa người ta như vậy đó, có cần lên án không? Hỏi cô chú anh chị. Đó, nhà người ta có đèn hay không đèn, người ta không trang trí, đó là quyền của người ta. Mà nó đi quay nhà người ta để nó câu like câu view, nó quay nhà bà Nguyễn Phương Hằng. Nó câu này là nhà không một bóng đèn, không một cái gì hết trơn. Cô chú anh chị thấy nó ác cỡ đó đó. Cô chú anh chị thấy không? Nó câu like câu view đến cỡ đó luôn. Cô chú anh chị thấy như thế nào? Hả? Tránh thì thật á ông Tony hả? Sao? À, cô chú anh chị thấy chưa? Đúng không? Thôi, không có nhiều đó đủ rồi nha. Này, quạt má đây nè. Du. Một cặp tiền luôn nè. Du. Tiền nè. Xòe cái nữa thôi. Xòe cái tiền nó đến tiền nha. Rồi thôi đi xuống nha cô chú anh chị. Nè, tiền nè. Tiền nha. Nha. Ủa, sát thủ à? Sát thủ qua Mỹ à? Tôi nói cho cô chú anh chị này, sống ở Mỹ tôi ở Việt Nam tôi sợ, chứ còn nơi sống bên Mỹ tôi không sợ. Thật sự nó vậy. Cô chú chị nên nhớ vậy. Tại vì á ai cũng có súng hết trơn á. Tôi ai cũng có coi như là beng beng. Hiện tại bây giờ trên xe tôi cũng có, nên tôi không ngán. Nha, ở bên Mỹ nó không ngán. Chỉ là sợ ở bên Việt Nam thôi. Tôi nói thật như vậy. Còn bên Mỹ này sẵn phẳng lắm. Sẵn phẳng lắm nha cô chú chị, rất là sẵn phẳng. Và ai cũng có quyền bảo vệ cái bản thân mình. Nha. Tại vì ai cũng có quyền là sử dụng cái đó hết trơn. Trên xe của ai cũng có. Nên nhớ là như vậy. Trên xe của ai cũng có. Ở Việt Nam thì tôi sợ. Nhưng ở bên Mỹ này, trên xe ai cũng có. Cô chú chị có muốn tôi khoe không? Cô muốn tôi khoe không? Tôi khoe tiền, bây giờ tôi khoe cái kia. Dám không? Bây giờ có ai muốn tôi cho cô chú chị coi cái đó không? Hỏi thật đó. Bây giờ cô chú chị muốn coi cái đó không? Có cái beng beng không? Có muốn coi, đánh số 9 đi, tôi cho cô chú coi. Mở coi nhìn, cô mở cho cô chú coi luôn nè. Có coi không? Hả? Có coi không? Tôi cho cô coi thiệt luôn á. Coi không? Có không? Có. Nha, trên xe ai cũng có đó. Coi hả? Có một người có à? Sát lại cho mình à? Coi hả? Coi không? Coi không? Nhưng mà nhiều người đưa lên cái một đó, nó không vui. Tại vì đưa lên cái nó sụp kênh liền. Nha, cô chú chị nên nhớ vậy. Súng à? Đúng không? Ai cũng có hết trên bên Mỹ này. Bởi vậy Tôn Đức Phạm không sợ. Tại vì sao? Tôn Đức Phạm tôi nói thẳng một câu đó. Tôi không ngại nói luôn. Là tại vì sao? Tôi ở bên Mỹ này. Tôi có quyền được ăn được nói. Và tôi không ngán. Nhưng mà về Việt Nam tôi sợ nha. Phải nói vậy. Về Việt Nam tôi sợ. Tại vì sao? Dù gì đi chăng nữa đó. Cũng là đất khách quê người.
Chứ bên Mỹ là tôi thẳng là tôi không sợ ai hết. Tôi làm đúng đàng hoàng. Tôi không ngán. Đúng không? Luật pháp người ta nghiêm minh mà. Chứ giờ tôi có quyền bảo vệ bản thân tôi trước. Ở Việt Nam mà cô chú anh chị á, là ha, luật pháp bảo vệ đúng không? Nhưng bên Mỹ này bạn có quyền là bảo vệ bản thân mình trước. Có nghĩa là ai cũng có đồ chơi hết á. Ai cũng có đồ chơi. Ok. Rồi. Lần cuối cùng, một TV chơi không? Còn không chơi, không chơi, không ra mặt, không chấp nhận là thằng hèn. Vậy thôi. Không có, bây giờ có luôn nè, không đâu, ngày mai mua một cây ở bên trên xe có nè. Giờ coi không? Coi, cho coi không? Thôi cho coi anh chi mất công, đúng không? Giấu giấu đi, mình không có súng nha, giấu giấu đi thôi. Tôi có nha. Nha, tôi có, tôi nói thật luôn á, trên xe tôi nói thẳng đó là bên Mỹ này nhà nào cũng có. Cô chú chị nên nhớ rằng bên Mỹ này nhà nào cũng có. Nhà là cũng có. Nha cô chú anh chị. Nên nhớ như vậy thôi. Nha. Tôi ở bên Mỹ là tôi sẽ có 5 cái đập ông Tony à. Nha, thôi. À, nhà có 3 khẩu à? 3 khẩu súng súng gì súng nước hả? À? Tôi có súng thật không nha. Thôi tôi nói cho về chơi với cô chú anh chị thôi nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha. Nói một cái lần cuối cùng nè, ra mặt đi. Tôi phạm đơn 5.000 xong. Vậy thôi, không nói nhiều. Ok. Còn Đinh Lan xù. Đinh Lan kể như nó không liên lạc thì thôi bỏ luôn. Đinh Lan thì bỏ qua một bên đi, tại vì đó, hẹn đúng 3 ngày rồi, bỏ. Còn bây giờ chỉ còn một TV thôi nha. Ok, rồi cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha. Hôm nay lên hàng like 2 cái luôn, không sung không? Thôi, cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Rồi ở nhà khác đem được không? Trên xe mình có. Trên xe mình có sử dụng được nha. Có trên xe mình để được. Nhưng mà cô chú anh chị nên nhớ nè. Bởi vậy tại sao đó, ở đây chia sẻ cho cô chú anh chị chút xíu nha. Tại vì tại sao mà cảnh sát đó, khi người ta stop các bạn lại, nha, là các bạn phải để tay lên trên cái vô lăng. Tại vì nếu như mà người cô chú anh chị mà bị cảnh sát quay đèn mà cô chú anh chị mà lấy cái tay á là rờ rờ tùm lum á là cô chú anh chị là sẽ chết đấy, nên nhớ là như vậy. Nên khi cảnh sát stop, bước đầu tiên cô chú anh chị là để 2 cái tay lên trên vô lăng, để chi, để cho người ta nhìn thấy cái tay đó không có coi như là móc cái kia ra, nên nhớ là như vậy. Bởi vậy trên xe của ai cũng có nha, cô chú anh chị nên nhớ như vậy, để vậy đặc biệt nha. Đó, còn nếu như cô chú anh chị càng ngớ đó là cô chú anh chị là bị bụp đó, nên nhớ là như vậy. Đây là điều cốt lõi nhất của những người là sống ở bên Mỹ đó. Khi cảnh sát quay đèn không nên tay của quảng tùm lum, tại vì trên xe ai cũng có hết. Chẳng nhất để trên vô lăng. Nha. Đầu đầu súng đâu móc ra coi. Thôi. Súng này móc ra và chạy mất tiêu sao? Để chút xíu tôi vô tôi móc cho Vân Lê coi. Nha. Chút xíu móc cho Vân Lê coi. À, bất chiến đúng rồi, bất chiến tự nhiên thành, không dùng vũ lực khí, đúng không? Nó không cho bà coi đâu nha, chút xíu tôi vô tôi móc nó cho bà xã tôi coi thôi nha. Súng này tôi chỉ đặc biệt dùng cho bà xã tôi thôi nha. À, thôi nói vậy thôi, chơi vui thôi, tôi không có súng đâu nha, nó chơi vui vui thôi, không có nha. Rồi tôi cứ để tay ở cặp quần ông Tony không được, để cặp quần được phải để trên vô lăng nha, để cặp quần nó tưởng nó rút nó không được đâu nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha. Một TV lần cuối cùng nhận kẹo đi. Còn không là hèn. Vậy thôi, đơn giản nha. Tin vui cho Mộc TV là chuẩn bị nhận được 5.000 đô của Tony Phạm rồi. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin tạm biệt. Bye bye.